Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên video hướng dẫn các bạn tô màu đó là bức tranh hình ảnh cô gái búi tóc và đang uống ly cà phê nha. Thì cùng bắt tay vào tô màu của mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc trước. Hôm nay mình sẽ tô mái tóc màu tím. Cặp lông mày mình sẽ tô màu xám. Đôi mắt mình sẽ tô màu xanh nước nhỉ. Sơn móng tay mình sẽ tô màu hồng. Chiếc tóc mình sẽ tô màu nâu. Phần miệng tóc mình sẽ tô màu cam. Chiếc áo của cô gái hôm nay mình sẽ tô màu xanh.
ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh cô gái có mái tóc màu tím và đang uống ly cà phê. Mình có tô chiếc áo màu xanh ngọc. Các bạn có thể tham khảo tông màu nên mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình.